YouTube thả ga chỉ với 9K. Đánh giá là trận đấu đỉnh cao của vòng 12 giải vô địch quốc gia AFF V-League 2020 giữa đội chủ nhà Viettel và đội khách là đội bóng Sài Gòn. Tại sao? Minh Thuận! Tuyệt vời! Minh Thuận một lần nữa lại là người hùng của Viettel với một bàn thắng rất đẹp mắt và đầy cảm xúc. Trước mắt quý vị và các bạn sẽ là một trận cầu rực lửa giữa hai câu lạc bộ Viettel và Hoàng Anh Gia Lai. Venazio! 3-1 cho các cầu thủ Viettel. Bruno và thủ môn Biểu Ngọc. Bruno rất đơn giản và tỷ số là 4-1 cho câu lạc bộ Viettel. Bóng của đội viên Trương Việt Hoàng đang có một màn trình diễn có thể nói là hoàn hảo. Hồ Khắc Ngọc chọc khe, Trọng Hoàng phạt đền cho Viettel. Kunokuda không có một sai lầm nào tới từ tiền đạo của Viettel cả. Tỷ số bây giờ là 1-0 cho đội khách. Văn Thành, mọi người rất hay, đưa bóng vào. Ê, phạt đền. Đó là một quả phạt đền. Người vừa dạng lối là Quang Nam. Thành Lê, không vào. Vẫn còn. Nữa. Viettel vừa từ cõi chết trở về. Còn lời nghĩa nào cũng vừa từ phương nào có thể diễn tả được cảm xúc của các cầu thủ Viettel khi mà Nguyên Mạnh vừa cứu thua trận đấu này. Mà khi tôi thấy cậu ra có tiềm năng thì tôi trao cái cơ hội cho cậu ra và cậu ra biết được nắm đấy. Trọng Hoàng, Hoàng Đức, có thể dứt điểm, vẫn không vượt qua được về đối phương. Thêm một cú sút nữa. Này sẽ là một cái bản nề cho đội bóng sẽ cố gắng ở 3 trận đấu còn lại của giải đấu, sẽ cố gắng thi đấu để giành được mục đích cao nhất của giải đấu. Phản công Vi Mario. Rất hay, ôm ơ, không vào! Hai ngoại binh của câu lạc bộ Hà Nội suýt chút nữa đã mang về bàn thắng mở tỷ số. Bruno, khá nhanh, gôi! Vẫn không vào! Châu An vẫn không vào! Hai tờ vào dứt điểm liên tiếp. Và Tấn Trường đang là người chơi hay nhất trong hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội. Ngang, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu cũng đã cất lên. Một điểm là đủ để cho câu lạc bộ Viettel duy trì được vị thế của họ trên bảng xếp hạng khi kết thúc vòng đấu này. Rất là khó, tại vì thật sự là bốn đội đang đầu bảng, cũng coi như là đang coi như là nó điểm số nó rất là sát nhau. Chỉ cần một chiến thắng thì nó có vị trí nó lại có thể thay đổi ngay.
nên cái mục tiêu của chúng tôi thì chúng tôi cố gắng, nhưng vẫn còn hai trận đấu nữa cố gắng để thi đấu, đặc biệt sắp tới thi đấu với Quảng Ninh là chúng tôi phải có được chiến thắng. Venazio! Việt Theo đã có bàn thắng mở tỷ số ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng đối với đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Bàn thắng duy nhất của Venazio mang lại cho Việt Theo kịch bản quen thuộc. Chỉ một là đủ. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và những người học trò tiếp tục băng băng về đích. Họ chỉ còn cách chức vô địch của giải đấu năm nay một trận đấu trên sân Đồng Thống Nhất nữa thôi. Này đang thuộc về câu lạc bộ Việt Theo. Nếu như họ giành thắng lợi trong trận đấu này thì chắc chắn là đội bóng của huấn luyện viên Trương Hoàng sẽ có được ngôi vị vô địch. Và trò bóng của Hoàng Đức về phía cột xa. Câu trả lời từ Việt Theo. Bruno ghi bàn. Việt Theo vượt lên dẫn 1-0. Pha đánh đầu của Bruno đánh bại thủ môn Phạm Văn Phong. Của Dũng hiện tại vô địch đấy là rất là hạnh phúc với Hòa, và đấy là một cái cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Theo thời điểm hiện tại và sau này cho các thế hệ sau này, các em trẻ của Việt Theo. YouTube thả ga chỉ với 9K.